khôn khéo trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta được nghe một đoạn tin mừng đầy ý nghĩa từ Thánh Luca, trong đó Chúa Giêsu kể về người quản gia khôn khéo. Qua dụ ngôn này, Ngài không chỉ muốn nhấn mạnh đến khả năng quản lý tài chính, mà còn mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về sự thông minh và khéo léo trong cách sống, trong mối tương tác với người khác. Trong đời sống hàng ngày, khôn khéo thường được hiểu là khả năng xử lý tình huống một cách thông minh và hiệu quả để mang lại lợi ích cho bản thân. Dụ ngôn về người quản gia khôn khéo trong tin mừng Luca là một ví dụ điển hình cho thấy sự khôn khéo không chỉ đơn thuần là việc đạt được lợi ích cá nhân mà còn thể hiện một chiều sâu hơn trong cách sống và tương tác với người khác. Khi đối mặt với tình huống khó khăn, người quản gia đã không hoảng sợ hay đầu hàng trước thử thách. Thay vào đó, ông đã chủ động tìm ra giải pháp để bảo vệ tương lai của mình. Sự khôn khéo của ông không chỉ nằm ở việc biết cách đàm phán, làm giảm số nợ của những người nợ ông chủ, mà còn trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với họ. Ông hiểu rằng, trong những thời điểm khó khăn, mối quan hệ tốt đẹp với mọi người có thể mang lại sự hỗ trợ và giúp đỡ cho chính mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là thông điệp mà Chúa Giêsu muốn truyền tải qua dụ ngôn này. Ngài không chỉ muốn chúng ta dừng lại ở việc sử dụng trí thông minh của mình để phục vụ lợi ích cá nhân. Thay vào đó, Ngài kêu gọi chúng ta sử dụng sự khôn khéo của mình để phục vụ cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Sự khôn ngoan này không chỉ thể hiện trong các hành động lớn lao mà còn nằm trong những hành động nhỏ bé hàng ngày. Chúng ta không thể sống tách biệt và chỉ chăm lo cho bản thân mình. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với những người xung quanh, nhất là trong những lúc khó khăn. Việc hỗ trợ người khác không chỉ là một hành động tốt mà còn là cách để chúng ta phát triển bản thân. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta cũng nhận được những giá trị tinh thần như sự hài lòng và lòng biết ơn mà có thể mang lại cho chúng ta những niềm vui lớn trong cuộc sống. Ngoài ra, sự khôn khéo không chỉ là việc tìm cách đạt được lợi ích cho bản thân mà còn là việc hiểu và tôn trọng giá trị của người khác. Một người khôn ngoan sẽ biết cách nhìn nhận và trân trọng giá trị của từng con người trong cộng đồng, không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay xuất thân. Đó là cách mà chúng ta có thể tạo ra một môi trường tốt đẹp, nơi mọi người đều cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Cuối cùng, qua dụ ngôn về người quản gia khôn khéo, chúng ta được nhắc nhở rằng, sự khôn khéo đích thực không chỉ là kỹ năng xử lý tình huống mà còn là thái độ sống với tình yêu thương và lòng bao dung. Khi chúng ta biết cách sống khôn khéo không chỉ để đạt lợi ích cá nhân mà còn để phục vụ và giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ tạo ra một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn cho chính mình cũng như cho những người xung quanh. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng, khôn khéo không chỉ để đạt lợi ích cá nhân mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng, nơi mà tình yêu thương và lòng bao dung sẽ lan tỏa và kết nối mọi người lại với nhau. Sự khôn khéo mà Chúa Giêsu nhắc đến trong dụ ngôn không chỉ liên quan đến tiền bạc hay vật chất. Thật vậy, sự khôn ngoan đích thực nằm trong khả năng sống theo cách của Chúa, sống trong tình yêu và lòng thương xót. Điều này có nghĩa là chúng ta cần hiểu rằng, tài sản quý giá nhất mà chúng ta có không phải là những gì chúng ta sở hữu, mà chính là cách mà chúng ta tương tác với nhau. Một ví dụ sống động cho sự khôn khéo trong tình yêu thương chính là những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày. Một lời hỏi thăm, một nụ cười, hay một cái ôm ấm áp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của người khác. Chúng ta cần nhớ rằng, những hành động này không chỉ là việc giúp đỡ người khác mà còn là cách để chúng ta phát triển bản thân, để trở thành những Kitô hữu thực thụ. Cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy ngẫm về việc sử dụng tài năng và thời gian của mình để phục vụ tha nhân. Chúng ta được ban cho nhiều khả năng khác nhau, và việc sử dụng chúng một cách khôn ngoan sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Có thể trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác, nhưng đôi khi chúng ta lại do dự, không dám hành động. Sự khôn khéo mà Chúa mong muốn từ chúng ta chính là dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, để phục vụ và giúp đỡ những người đang cần chúng ta. Đó có thể là việc tham gia vào các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người gặp khó khăn, hoặc đơn giản chỉ là việc lắng nghe và chia sẻ nỗi lòng của ai đó. Chúng ta hãy nhớ rằng, sống khôn ngoan không chỉ là một bài học trong quản lý tài chính mà còn là một cách sống, một cách tương tác với mọi người xung quanh. Qua dụ ngôn về người quản gia khôn khéo, Chúa Giêsu đang nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm lớn lao của mỗi Kitô hữu trong việc làm gương sáng cho những người khác. Xin Chúa ban cho chúng ta khả năng nhận biết và sống khôn ngoan, không chỉ để mang lại lợi ích cho bản thân mà còn để phục vụ và yêu thương những người xung quanh. Hãy để tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong từng hành động của chúng ta, để từ đó, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.